Một buổi sáng, trên quảng trường Thiên An Môn, một nhóm người vội vã tiến vào quảng trường, thực hiện các động tác luyện công, ngồi xếp bằng đã tọa, học văn biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Ngày qua ngày không hề gián đoạn. Trong số họ có người còn trẻ, cũng có người lớn tuổi, có người trí thức, cũng có người mù chữ, có người giàu, cũng có người nghèo, có nam, có nữ. Họ hướng về chính phủ Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công. Có lúc hàng mấy trăm người, có lúc lên đến cả ngàn người. Họ biết rất rõ rằng sự bức hại dã man đang chờ đợi họ. Họ có thể sẽ mất hết tất cả mọi thứ, nhà cửa, việc làm, sẽ bị bắt bớ, hành hạ, thậm chí mất cả sinh mạng, chỉ vì họ bảo vệ tín ngưỡng của mình. Trong con mắt của những người khác, họ có vẻ như cường tín, thần bí, kỳ quái hoặc là không bình thường. Các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nào cũng tìm cách mô tả những con người kiên định tín ngưỡng ấy, như thể họ là một nhóm người bị mất trí hoặc bị lừa phỉnh. Thế nhưng, lật lại lịch sử, chúng ta phát hiện ra rằng cũng có những nhóm người bị hiểu nhầm rất giống như các học viên Pháp Luân Công ngày nay. Năm xưa, các tín đồ Cơ Đốc giáo tự vì đạo cũng bị gọi là thành viên tà giáo mới, bị xem là đi lạc lối, thậm chí còn bị kết tội. Tuy nhiên, ngày nay họ đang được người đời tôn kính. Khi chúng ta bước chân vào thế giới nội tâm của các tín đồ ấy, chúng ta có thể hiểu được, ít ra là một phần, về động lực đã khiến họ vì tín ngưỡng của mình mà sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Từ tài liệu về các tín đồ Cơ Đốc giáo cùng câu chuyện các học viên Pháp Luân Công, chúng ta thấy rằng họ đều xem cuộc bức hại ấy là cuộc chiến giữa thiện và ác trong vũ trụ. Mà trong đó, các nhân vật tham gia thuộc về chính hay tà đều đã bộc lộ rõ ràng. Tài liệu các tín đồ tử vì đạo đã miêu tả những tín đồ Cơ Đốc giáo trong khi bị bức hại đã gánh chịu rất nhiều thống khổ. Họ phải chịu đủ các loại hình tra tấn thảm khốc, bị nhốt trong nhà xí nhỏ hẹp, thậm chí bị ném cho thú dữ ăn thịt. Những kẻ bức hại đã tra tấn họ chỉ vì muốn cưỡng bức họ cung phụng hoặc thờ cúng thần linh La Mã. Nhưng họ đều cự tuyệt, một lòng duy trì sự thuần khiết tín ngưỡng của mình. Rất nhiều người sẽ cảm thấy khó hiểu tại sao những người này lại thà chấp nhận bị tra tấn một cách đáng sợ như vậy, thậm chí bị tra tấn đến chết chỉ để trung thành với tín ngưỡng của mình. Những người tử vì đạo ấy có thể chịu khủng bố trấn áp như vậy, ấy là do họ hoàn toàn sử dụng tinh thần là siêu thường, đều là những điều phát sinh do nhận thức từ giác độ vũ trụ. Họ không xem những điều đó như là sự đấu tranh giữa các tín đồ Cơ Đốc và những kẻ bức hại họ, mà là cuộc chiến giữa chính và tà. Pepetu biết được một tủng nạn đã cận kề của mình. Cô nói, tôi đang chiến đấu với tà ác. Tôi biết tôi sẽ chiến thắng. Họ không xem mình như người hy sinh vì bức hại, mà xem bản thân đang ủng hộ cho lực lượng thần thánh, là người đang sát cánh cùng thần thánh dũng cảm chiến thắng tà ác. Những người tử vì đạo ấy xem hành động của họ như một bộ phận của cuộc chiến chính tà trong vũ trụ. Ngày nay, cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công cũng giống như vậy. Mặc dù về thời gian, địa điểm và tín ngưỡng đều là khác nhau, nhưng những quan điểm của họ cũng như sự tra tấn nhục hình mà họ phải chịu đựng so với các tín đồ Cơ Đốc giáo năm xưa thì hoàn toàn giống nhau. Đối chiếu với những sự kiện trong lịch sử ngày nay,
có thể giúp chúng ta hiểu biết một cách toàn diện hơn nữa về họ. Sự bức hại mà các học viên Pháp Luân Công chịu đựng rất tương đồng với các môn đồ Cơ Đốc giáo thuở xưa. Rất nhiều người do cự tuyệt không chịu bỏ tín ngưỡng của mình mà đã bị đánh đập đến chết. Tờ Wall Street Journal đã đưa tin vô cùng chấn động. Trước khi bà Trần Tử Tú chết một ngày, một lần nữa những kẻ bắt bà đã cưỡng ép bà từ bỏ tín ngưỡng đối với Pháp Luân Đại Pháp. Sau một hồi bị đánh đập bằng đùi cui, bà gần như đã ngất đi. Bà cụ 58 tuổi ấy vẫn kiên định lắc đầu. Quan chức địa phương liên tiếp cưỡng ép bà chạy trên tuyết với đôi chân tròn. Theo lời của những người cùng bị giam chứng kiến kể lại, hai ngày tra tấn đã khiến đôi chân bà bầm tím, mái tóc ngắn của bà bê bết máu và chất nhầy. Bà còn bị bức phải bò lê trên tuyết, nôn mửa, kiệt sức ngã quỵ. Cuối cùng không thể tỉnh lại được nữa, bà qua đời vào ngày 21 tháng 2. Đó chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bị bức hại mà thôi. Cũng giống như những người tử vì đạo, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã chịu đựng sự bức hại khôn tả. Các quan chức chính phủ đã sử dụng đủ hình thức tra tấn như cưỡng hiếp, tiêm thuốc, đánh đập dã man đến tàn phế, sử dụng đủ loại hình cụ tra tấn, đánh đập bằng ống nước, hành hạ tàn bạo về cả thân thể và tinh thần. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã xem cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với họ như là cuộc công kích của tà ác đối với chính nghĩa. Cụ thể hơn là sự công kích của các thế lực tà ác trong vũ trụ đối với đại pháp của vũ trụ. Các học viên Pháp Luân Công đối với sự bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã gọi đó là thế lực tà ác phá hoại đại pháp. Họ xem những sự kiện này đều là phản ánh của tình huống trong vũ trụ. Có lúc họ dùng những từ ngữ không nói về con người khi nhắc đến lực lượng bức hại họ, giống như Sơn Tết và những người khác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường thường cự tuyệt việc tiết lộ thông tin về bản thân. Cho dù khi họ chịu bức hại tàn khốc, họ vẫn luôn đứng từ giác độ tu luyện để đo lường bản thân xem có gì không đúng. Khi bị hỏi danh tính, có học viên chỉ đáp: chân, thiện, nhẫn. Đó là đặc tính tối cao của vũ trụ mà Pháp Luân Đại Pháp giảng. Đó là cách mô tả đơn giản và chính xác nhất về đại pháp của vũ trụ. Khi bị hỏi rằng từ đâu đến, có người đáp là học viên đại pháp. Trên mạng Internet, những bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường ký tên là một học viên Pháp Luân Đại Pháp hoặc đệ tử đại pháp. Cũng giống như các tín đồ Cơ Đốc giáo, họ cự tuyệt việc tiết lộ mọi thông tin về bản thân, không hợp tác với những người đại biểu cho tà ác đang bức hại họ, mà lại nhấn mạnh về liên hệ mật thiết giữa bản thân họ và tín ngưỡng của mình. Ngoài trừ nhân tố động cơ của họ ra, thì điều chủ yếu là các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng với các tín đồ Cơ Đốc ấy đều không xem cái chết như điều đáng sợ. Có học viên Pháp Luân Công nói: thế gian nói sinh mạng là đáng quý nhất, nhưng đối với những người tu luyện chính pháp, họ có thể vì chân lý của vũ trụ mà hy sinh tính mạng một cách thản nhiên không lay động. Rất ít người tìm hiểu xem vì sao ngay từ khi sáng lập 20 năm trước đã có nhiều người tu luyện đến thế, và cho đến nay đã có hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đi theo dấu chân của những người tử vì đạo, từ giác độ của họ mà quan sát, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng những người tử vì đạo không phải mù quáng mê muội, mà là rất có lý trí, chủ động tham gia cuộc chiến giữa thiện và ác, kinh tâm động phách, vốn có quan hệ mật thiết với vận mệnh của vũ trụ. Họ không phải là tín đồ tôn giáo nào cả, mà là những người được tín ngưỡng bản thân cải biến sâu sắc. Họ dùng nhãn quan thâm thúy để xem xét tất cả những điều xảy đến với bản thân và bên ngoài, từ đó có được dũng khí vô tận. Khi chúng ta tiếp cận thế giới tinh thần của họ, chúng ta phát hiện thấy họ rất lý tính, sinh khí tràn đầy và là những người rất lương thiện. Chúng ta không nên dùng những ngôn từ khinh miệt để bình luận về họ. Chúng ta có thể đoan chắc
Trong tương lai, mọi người sẽ dần dần thay đổi nhận thức đối với người tu luyện pháp môn Đại Pháp, cũng giống như nhận thức đối với những môn đồ Cơ Đốc giáo và Tử Vì Đạo năm xưa. Nếu quả thực những người tu luyện pháp môn công vẫn tiếp tục phản kháng bằng sự nhẫn nhịn và kiên trì như vậy, thì thế giới nhất định sẽ vì thế mà thay đổi.